Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới có nội dung chính như sau. Israel hạ thêm thủ lĩnh Hamas. Ông Biden tuyên bố hòa đàm ở Gaza gặp bất lợi. Quân đội Israel hôm nay, ngày 2 tháng 8, tuyên bố vô hiệu hóa một phó chỉ huy phụ trách việc sản xuất đạn dược của phòng trào Hamas ở giải Gaza. Các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Israel, IDF, với sự hướng dẫn từ sư đoàn tình báo, đã vô hiệu hóa Muhammad al-Zabari, phó chỉ huy đơn vị sản xuất vũ khí của Hamas. Al-Zabari được giao nhiệm vụ sản xuất vũ khí cho khu vực phía Bắc giải Gaza, phân phối nguồn tài chính cho thành viên phong trào Hamas, cũng như tham gia tích cực trong việc khôi phục năng lực chế tạo tên lửa của tổ chức. Thời báo Israel dẫn thông cáo từ IDF viết, IDF sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Israel tập kích một tòa nhà được cho là nơi phó chỉ huy Hamas, Al-Zabari đang ẩn náu. Hiện Hamas chưa bình luận về những tuyên bố và video được IDF đăng tải. Ở một diễn biến khác, Thời báo Israel hôm nay dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc thủ lĩnh Hamas Isman Haniyeh bị ám sát sẽ không mang lại lợi ích cho vấn đề ngừng bắn ở giải Gaza. Trong cuộc trò chuyện trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 1 tháng 8, tôi đã thúc giục ông ấy nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả tự do cho các con tin. Chúng ta đã có cơ sở cho một lệnh ngừng bắn. Ông ấy nên hành động ngay bây giờ, ông Biden cho hay. Tôi rất quan ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ nói thêm, Thời báo Israel nhận định, tình hình Trung Đông đang có nhiều diễn biến khó lường, nhất là sau khi thủ lĩnh Hamas Isman Haniyeh thiệt mạng trong vụ ám sát ở thủ đô Tehran, Iran gần đây. Phong trào Hamas sau đó cáo buộc Tel Aviv đứng đằng sau vụ ám sát trên. Tuy nhiên, chính quyền Israel tới nay chưa phản hồi với những cáo buộc đó. Mối cự thù thêm khó hóa giải sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Chính phủ, giới quân sự và tình báo Israel có thể hề hả về việc thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran của Iran và gần như ngay sau đó thêm một thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah cũng bị ám sát ở thủ đô Beirut của Liban. Đối với Hamas, đấy là một tổn thất to lớn. Nhưng việc ông Ismail Haniyeh bị thủ tiêu không có nghĩa Israel đã làm suy yếu đáng kể lực lượng Hamas, càng không có nghĩa làm lụi bại được lực lượng này. Trái lại, hệ lụy trước hết và ngay lập tức của cả hai vụ ám sát nói trên là mối cựu thủ lâu này giữa Hamas và Hezbollah với Israel càng thêm sâu đậm, khó khắc phục. So vào cuộc chiến tranh hiện tại, dai dẳng giữa Israel và Hamas ở giải Gaza có thể thấy được phía Israel không có chú ý tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình mà vẫn tiếp tục quyết tâm theo đuổi mục tiêu xóa sổ hoàn toàn Hamas. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì rồi đây, giữa Hamas và Israel không thể có được bất cứ thỏa thuận chính trị nào, dù về ngừng chiến hay chấm dứt cuộc chiến cũng từ đó có thể thấy, các con tin người Israel gần như không có cơ hội được Hamas trả tự do và phải chăng chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đặt mục tiêu xóa sổ Hamas lên trước mục tiêu cứu sống các con tin. Triệt tiêu những nhân vật bị coi là kẻ thù, bất kể người này trú ngụ ở đâu, bằng mọi cách và với mọi giá, vốn là một phương thức hành động rất thông dụng của Israel từ trước đến nay. Israel đã nhiều lần thể hiện năng lực tình báo và quân sự khi thực hiện thành công phương thức này. Ám sát các nhân vật lãnh đạo Hamas, Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran giúp chính phủ, giới quân sự và tình báo Israel chăng trải sự tổn hại thể diện và uy danh sau khi bị lực lượng Hamas bất ngờ tấn công vào 7 tháng 10 năm ngoái. Israel sát hại ông Ismail Haniyeh ở Iran còn làm cho mối thù địch giữa Israel và Iran thêm trầm trọng, đẩy Iran vào tình thế buộc phải trả đũa Israel và chắc chắn phải ở mức độ mạnh mẽ và quyết liệt hơn về quân sự so với lần trước. Sau khi một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran bị sát hại ở Syria hồi tháng 4 năm 2024, qua đó cho thấy Israel hiện đang tiến hành nhiều cuộc chiến tranh cùng một lúc, với Hamas ở giải Gaza, với Hezbollah ở Liban, với các lực lượng vũ trang Hồi giáo theo dòng Shiite ở Iraq và Syria, với phe phiến quân người Houthis ở Yemen và với cả Iran. Rủi ro và thách thức rất lớn về quân sự, quốc phòng, an ninh, nhưng Israel xem ra rất tự tin. Nguyên do là Israel thừa biết rằng Mỹ không bao giờ bùng bỏ Israel. Bất kể Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden hiện tại hay ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris trong tương lai gần. Hamas sẽ nhanh chóng chọn nhân sự thay thế ông Ismail Haniyeh. Hamas, Hezbollah và cả Iran đều phải ý thức đầy đủ hơn về yếu kém, bất cập hay chủ quan về an ninh trước Israel. Mối thâm thù càng thêm sâu đậm thì cuộc đối địch càng thêm quyết liệt và không khoan nhượng. Đấy đều là những điểm bất lành cho triển vọng an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh trong thời gian tới. Tân Tổng thống Iran được nhìn nhận là người ôn hòa nhưng bây giờ buộc phải cứng rắn với Israel. Israel có ưu thế quân sự nổi trội so với các địch thủ. Nhưng nếu các địch thủ này liên minh lại cùng chiến tranh với Israel thì Israel sẽ khó có thể tiếp tục được như hiện tại. Giờ thì ai có thể rút củi đáy nồi đây? Một thành viên NATO tuyên bố quốc tang tưởng nhớ thủ lĩnh Hamas, trận hợp tác của liên minh quân sự với Israel. Ngày 1 tháng 8, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo, nước này sẽ tổ chức quốc tang ngày 2 tháng 8 giờ địa phương để tưởng nhớ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, Ismail Haniyeh tử vong vì bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Theo hãng tin AFP đăng tải trên mạng xã hội X, ông Erdogan nêu rõ Ngày quốc tang sẽ được công bố để đoàn kết với sự nghiệp của người Palestine và đoàn kết với những người anh em Palestine của chúng ta. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ ám sát nhằm vào ông Haniye và cho rằng đây là hành động đê hèn nhằm phá hoại sự nghiệp của người Palestine, làm mất tinh thần và đe dọa người Palestine. Nhà lãnh đạo khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine chủ quyền và độc lập. Tuyên bố được đưa ra sau khi thủ lĩnh phong trào Hamas ở giải Gaza Ismail Haniye tử vong trong một cuộc ám sát tại nơi ở của ông ở thủ đô Tehran, Iran, dạng sáng 31 tháng 7. Trước đó, hãng tin Rogers dẫn các nguồn thạo tin cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi xung đột ở giải Gaza nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn sự hợp tác giữa Liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và quốc gia này là thành viên với Israel. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, NATO không nên hợp tác với Israel như một đối tác cho đến khi cuộc xung đột kết thúc. Sau cuộc tấn công của Israel ở Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ và dừng mọi hoạt động thương mại song phương với quốc gia Trung Đông này, đồng thời lên án các đồng minh phương Tây vì đồng hộ Israel. Các nguồn tin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ quyết mọi hoạt động của NATO với Israel, coi cuộc chiến của Israel ở Gaza là vi phạm các nguyên tắc sáng lập của NATO. Theo các nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì lệnh phong tỏa này và không cho phép Israel tiếp tục hoặc thúc đẩy tương tác với NATO cho đến khi xung đột kết thúc, vì họ tin rằng hành động của Israel ở Gaza vi phạm luật pháp quốc tế và quyền con người phổ quát. Israel là đối tác của NATO và đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với Liên minh quân sự và một số thành viên của Liên minh, đặc biệt là với Mỹ. Iran ban kế hoạch trả đũa Israel, Mỹ gửi thêm quân đội hỗ trợ theo Aviv. Theo Guardian, trong ngày 1 tháng 8, chính phủ Iran đã đưa ra thông báo về việc đóng cửa không phận Tehran trong bàn kính 2 km vì các hoạt động quân sự tại khu vực này. Bên cạnh đó, quân đội Iran cũng triển khai thêm nhiều hệ thống phòng không tới thủ đô. Truyền thông Iran nói rằng, việc đóng cửa không phận là để bảo vệ an toàn cho những người tham dự lễ tang của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Tuy vậy, một số quan chức Iran tiết lộ rằng đây là động thái liên quan tới việc chuẩn bị cho kế hoạch tấn công và trả đũa Israel. Iran và các mặt trận kháng chiến đang xem xét cách đáp trả tương xứng. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra và Israel sẽ hối tiếc vì hành động của họ. Tướng Mohammad Bakhari, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran cho biết. Trong khi đó, lãnh đạo Houthi, Abdul Malik al-Houthi khẳng định, lực lượng này sẽ có những động thái trả đũa với Israel, phải có phản ứng quân sự với tội ác này. Ông al-Houthi nói, Cùng ngày, Nhà Trắng đã thông báo về kế hoạch triển khai thêm quân đội tới Trung Đông để hỗ trợ Israel phòng thủ sau vụ ám sát chỉ huy Fuashuk của Hezbollah và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Thông báo được đưa ra sau cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về kế hoạch triển khai quân đội truyền thông mỹ cho biết tổng thống biden đã cam kết hỗ trợ israel phòng thủ trước mọi nguy cơ từ iran nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông netanyahu cầm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực phó tổng thống kamala harris được cho là cũng tham gia vào cuộc gọi này